Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình An. Thưa quý vị, mặc dù nhiệt độ không có nhiều thay đổi và duy trì cao nhất ở mức từ 31 đến 34 độ, nhưng về chiều tối, khu vực Nam Bộ mưa rông sẽ tăng cường ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ và phát triển mở rộng sang các khu vực lân cận. Trong cơn rông, người dân cần đề phòng có lốc sét và gió rất mạnh. Các tỉnh thành phố lớn như là Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai cần đề phòng ngập úng. Trở lại với thời tiết miền Bắc, mặc dù có suy giảm nhưng khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Hòa Bình hôm nay vẫn tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ và có nơi trên 37 độ. Và từ ngày mai đến ngày 24 tháng 6, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, nắng nóng chỉ còn cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ. Và riêng tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Ngày nắng nóng nhưng về chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Tại khu vực Trung Bộ, vẫn tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 35 đến 37 độ và có nơi trên 37 độ. Và từ ngày mai đến ngày 24 tháng 6, nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt vẫn còn tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ và có nơi trên 38 độ. Dự báo từ khoảng ngày 25 đến 26 tháng 6, tức là cuối tuần này đến đầu tháng 7, nắng nóng có khả năng gia tăng ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 39 đến 40 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư và cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, để đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt, người dân cần mặc các loại áo có khả năng chống nắng khi đi trên đường hoặc lao động ngoài trời, đồng thời bổ sung hoa quả tươi, uống bù đủ nước mỗi ngày. Dự báo cụ thể các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 3, có nơi cấp 4, nhiệt độ 29 đến 37 độ, độ ẩm 65-75%. Khu vực Trung Du và vùng núi, mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 38 độ, độ ẩm 65-75%. Khu vực thành phố Vinh, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 29 đến 37 độ, độ ẩm 65 đến 70%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 29 đến 35 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!